Ai, còn bây giờ là mình đang ở đường Lê Văn Cao, là mình đi từ hướng mà ngã ba Lê Văn Cao với đại đoàn Việt Nam á, mình đi về cái hướng tới cái đường ở Đức Phổ Mỹ Á đó. Các bạn thấy đường này nó rộng ghê không? Hồi xưa đường này nó nhỏ thôi, sao bây giờ gần đây là người ta quy hoạch và làm nó có vỉa hè hết nè, đường rộng kinh khủng không? Đó, nhà nào nhà đấy bự bự không? Đây có một con đất trống nữa nè. Ủa sao đường này giống đường cục chứ ta? Hết đường rồi. Đây 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 đây, có một đường đã ra nè. Đó, còn đi thẳng vô là sẽ có một cái đường ăn ngon. Đó, như vậy là đường Lê Văn Cao là hết rồi các bạn.